Cơ Thành Định xin kính chào toàn thể bà con. Hôm nay là ngày 1 tháng 9 2020, Hữu Cơ Thành Định giới thiệu cho bà con một số hãng máy đến từ các thương hiệu như là Tanata, Robin, Etin, Etin, Umatsu, Etin, Shinjawa, Makita, thương hiệu Kawasaki. Đây là 10 con máy nhá. Đến từ rất nhiều các thương hiệu ạ. Vâng, đầu tiên là con Kawasaki ạ. Kawasaki TG20 nhá. Con này sắc nét 100% rồi ạ. Sắc nét từng con ốc một ạ. Chưa tháo ra lần nào hết ạ. Con này nhìn như kiểu Veroda máy Nhật, các bác nông dân bên Nhật họ người ta đã bỏ rồi ạ. Giá chỉ 1.150.000 đồng ạ. Số 1 nhá. 1.150.000 đồng. Nó còn 99% nữa. Rồi, tiếp theo là con Makita, đến thử thương hiệu Makita. Cũng còn tương đối mới ạ. Makita. Tay có chống rung nhá, nó gật gù nhiều thù vậy, không phải là nó nọc đâu nhá. Cái này là bộ phận chống rung. Chế hai kim luôn ạ. Tương đối sắc đẹp. Con này có giá 1.600.000 nhá. Rồi, bây giờ là đến thương hiệu. Đến từ Shinjawa. Shinjawa. Cũng lên bộ chế hai kim luôn ạ. Vì sao con hai kim. Số 3 này có giá 1.500.000 đồng ạ. Vâng, bây giờ là đến siêu phẩm, cũng đến từ hãng Shinjawa. Còn tương đối mới, có một tí tí chỗ này nó hơi chóc sơn, nó đi di chuyển hơi chóc sơn là một dị sinh vật. Đấy thì không ảnh hưởng gì cả. Bô còn trắng nguyên. Những cái dòng Shinjawa hàng hệ này thì nó hội tụ đủ yếu tố ạ. Ăn ít xăng, dễ nổ ạ. Bên. Nhưng con giá này nó hơi cao tí ạ. Nó con số 4 này có giá 2.250.000 đồng ạ. Con này 26cc nha các bác. Và bây giờ đến từ con máy số A5, đến từ thương hiệu Etin ạ. FS2401. Con này cũng tương đối là mới lắm ạ. Đây ạ. A5. Con này có giá 1.650.000 đồng ạ. Vâng, bây giờ là đến con số 6. Đến từ thương hiệu Komatsu. G2KC. Con này nó 23cc. Tầng 32 ly ạ. Số 6 có giá 1.500.000 nhé bà con. Vâng ạ, bây giờ tiếp theo là con số 7.
cũng đến từ thương hiệu Estin FS23. Tum rời cho con này tum rời. Chế hai kim. À, các bác nào xem YouTube rồi, các bác có chỗ thì người ta bảo chế hai kim, chỗ thì bảo chế combo, chế có chỗ thì bảo bình con 260, nói chung cũng là nó cả đấy nhá. Rin nguyên 100%, ốc lục giác còn vàng. Vâng, bây giờ đến con số 8 ạ. Con số 8 Estin FS2601. Con này công suất thì lớn hơn một tí ạ, 26cc, nòng 34 ly. Tay của nó, con Estin này tay của nó rất đặc trưng. Con nào cũng còn mới ạ, bồ còn trắng nguyên đấy ạ. Vâng, con số 8 là 1.800.000. Rồi tiếp theo con số 9. Đến từ thương hiệu Robin LB262. Thương hiệu Robin ạ. Con này hiện tại đang là ga chết ở đây ạ. Và trên này cầm không thôi ạ. Tóm lại bác nào không thích cái ga này thì có thể muốn con này mà không thích ga này có thể đổi ga khác nhé. Đợt này có số 9, 2.200.000 nhé. Vâng, bây giờ là con số 10. Con số 10 đến từ siêu phẩm, đến từ thương hiệu Tanata. Con này thì cứ tưởng là máy mới luôn đấy ạ. Từ nước sơn, từ cái tem, cái mác, từ các bộ phận tay ga này, các bác nhìn này. Tem mác còn nguyên hết ạ. Từ chắn đá, ốp đầu vò. Đây các bác nhìn. Đến từ thương hiệu Talata. 26cc. Nòng 34 ly đấy ạ. Con số 10 nhá. Giá chỉ 1.800.000 ạ. Cũng chế 2 kim luôn đấy ạ. Con này thì cái giá này thì các bác không có thể đi đâu được mua được con Tanata nhìn đẹp như thế vậy mà giá là được như thế vậy đâu ạ. Quá chuẩn cho một thương hiệu ạ. Con số 1 đến từ thương hiệu Kawasaki TG20, giá 1.150.000 đồng. Con số 2 đến từ thương hiệu Makita, giá 1.600.000. Con số 3, 1.500.000, đến từ thương hiệu Shinawa. Cũng một con đến từ thương hiệu Shinawa. Con này to hơn, chuẩn hơn, giá 2.250.000. Con số 5 đến từ thương hiệu Estin FS2401, giá 1.650.000. G2KC đến từ thương hiệu Komatsu, giá 1.500.000. Vâng, thương hiệu đến từ Estin FS23B. Con số 7, 1.650.000. Cũng là Estin nhưng con to hơn ạ. To hơn. À, con số 8 ạ. Con số 8, 1.800.000. Con số 8. À, con số 9 là con Rubin NB262. 2.200.000.
và cuối cùng là con siêu phẩm Talata, như một con hàng mới vừa khui thùng xong ạ. Chỉ 1.800.000 ạ. Hôm nay em kết thúc video tại đây. Bác nào mua đặt hàng liên hệ số điện thoại 0973164668. Xem bác nào kết con nào thì và kết bạn Zalo, em sẽ gửi chi tiết từng video từng con máy một ạ. Vâng, xin chào tất cả các con.